Một cái tên LK Lady Killer. Còn vang vọng một khuôn nhạc còn chưa dứt, vẫn còn đó ba cảm xúc vẫn câu thơ đang ngổn ngang bên nốt nhạc trong lơ lửng, nhìn dòng đời chỗ hờ hững. Tôi chợt nghĩ về tương lai, đã bao lâu tôi dừng lại ngủ quên trên một con đường, lạc chân bước đi vô hướng. Tôi đã có một cái tên, không dễ nhớ không dễ quên, người ta gọi tôi là MK, và nhưng nay sao tôi vô quên. Đã lâu rồi không xuất hiện mà để buồn tôi lại viết, đã bao nhiêu lần rời bỏ từng nhịp flow sao hững hờ, không gian xung quanh gò bó cô đơn bên tôi từng giờ. Người thích tôi làm rapper, người muốn tôi làm singer. Bốn tháng rồi họ đợi chờ một LK the Dreamer, một khúc ca để ý thơ, một cuộc sống đặt niềm mơ, một tình yêu được tôn thờ, giọt cảm xúc thật vô bờ khi tôi viết lên giấc mơ, nhưng đâu có thật bao giờ. Mình tôi sống trong giấc mơ và hồn tôi chết trong hồn vô. Cuộc sống cũng đầy ý mơ khi vô nhà vô thơ. Một ngày thứ ba ngày chán tâm ngon là một phần đêm trôi qua. Một con người trong mình tôi và bốn sẽ viết lên bốn khúc ca, và mong một ngày nào đó cảm xúc từ xưa lại được thăng hoa. Chỗ chạy thực tại như này sắp bờ không lo tương lai ngày mai. Để nhìn lại mình không mang xa lạ, không có bất mừng là ai. Và kể về đó là chẳng dần đó sẽ không những mừng nào hơn. Cô ta trở lại đôi mắt hiện tại trong những cây là bao nhiêu tháng ngày qua. Mọi người quên tên tôi ở chìm trong đêm tối, để hướng tới con đường tương lai mờ tối. Và tôi vẫn cứ bước nhẹ chân đảo bước trong đêm bối rối, lết nhẹ sẽ con đường mãi nơi kia tìm lối. Để bước lên bước ra, để bước chậm bước tới những ước vọng cao xa, để tất cả ai ai không biết đến tên ta. LK, LK, nhân vật ấy, hình bóng ấy mọi người cũng đã thấy. Đã luôn mờ 3 tháng, 15 ngày, 6 giờ, đã để đến bây giờ, thời tôi cũng sắp tới. Một thế kỷ mới, Việt Dreamer, LK cùng anh em mang nhạc về tới đây. Tới tất cả ngõ ngay trên đường phố, bao trung nam khắp mọi nơi vô số. Mình mang lời giải đáp cho tất cả các tổ đồ, rap tất cả các loại tình cảm trên đường phố. Cuộc sống cũng đầy những mơ khi vô nhà vô thơ. Một ngày vui ba ngày chán cơm ngon ngã bộ phần đêm trôi qua. Một con người trong đêm tối và bố giúp bên lên một ca. Không mong một ngày nào đó cảm xúc như xưa lại được thăng hoa. Cho chạy thực tại để này sau mở không lo tương lai ngày mai. Để nhìn lại mình không mang xa lạ, không có mấy mừng là ai. Với kể về đó và chán giờ đó sẽ không nét mừng nào hơn.